Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ hỗn chiến xảy ra tại một con hẻm trên đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, gây náo loạn cả khu dân cư. Theo đó, hơn 15 giờ cùng ngày, người dân thấy một nhóm người cự cãi tại một phòng trọ trong con hẻm 133 đường Bình Thành. Một lúc sau, những người lạ mặt xuất hiện rồi xảy ra đánh nhau. Hai bên dùng gạch đá ném loạn xạ, trong đó có người cầm cả hung khí giống mã tấu, rượt đánh gây náo loạn cả đoạn đường. Sau một lúc hỗn chiến, người dân thấy có hai người bị thương, những người này nhanh chóng được đưa lên xe máy chở đi. Tại hiện trường, vết máu nằm khắp nơi trên mặt đường. Vụ việc cũng là một xe ô tô của người dân đậu đổ trước cửa nhà bị trầy xước do gạch đá văng trúng. Tối cùng ngày, một số người có liên quan đã được đưa về trụ sở. Công an cũng đã tiến hành trích xuất camera an ninh khu vực để làm rõ vụ việc.